Ok, đây mình mở cho anh em xem cái game Vương Giả Vinh Diệu ha. Phiên bản quốc tế thì ở đây thì nữa cập nhật thì anh em vẫn sử dụng cái phiên bản này nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ show cho anh em một số thứ trong cái game Vương Giả Vinh Diệu thì phiên bản Google ha. Đó thì nó cũng y chang cái game mà anh em đang chơi ở Việt Nam thôi, dù như hero là tướng của anh em nè, đó có khá là nhiều tướng nha. Này anh em phải mở khóa hoặc là mua rồi, đó rất là nhiều luôn nè, tướng đẹp đủ thể loại hết đó. Ở đây thì mình mới chơi mình được hai cái tướng này, BG và Android ha, có rất là nhiều tướng ở đây em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào ở đây, mình bấm vào phần cài đặt cho anh em xem. Ở đây thì chúng ta có cái phần graphic lượng đồ họa nè, em thích trao nè, độ phân giải nè, vì xưa thành PowerShell Win là chế độ tiết kiệm pin nè, hai là chế độ còn nhảy cao nè, Win trao là cao nè, máy này mình có thể bật được từ cao nè. Rồi cái phần này camera evolution là cái phần di chuyển camera trên màn hình đó. Rồi cái phần là anti action này là chống lắc mạng nè, có rất là nhiều luôn. Control là phần điều khiển nè, đó anh em có thể chọn nha, thì layout nó cho anh em chọn tùm lum tà lá chứ là nhiều lắm nè. Xem rồi anh em sẽ thấy nó giống cái con gì này nè, đó mình không có tiện nói ra ha. Rồi chơi được khô máu hơn, sợ gì mấy ngày cút đi, ngày giật lắc đó, phát một lên bàn thờ luôn. Xung gì anh trai này nè, anh trai xuống diễn trái dưới diễn trái nó bực kêu luôn. Cái này là mình đã qua những cái bước những cái phần giới thiệu gọi cho anh em. Cái phần giới thiệu anh em mới làm để nhận được những cái tướng của nó. Đây này, đó tâm chiều cho anh em xem. Nó giống tướng gì ha. Thì nó cũng một lò ra. Một khóa. Cho vô đây luôn. Anh trai mạnh dữ anh trai. Ôi. Nó lắc quá anh ơi. Tại chắc là tại mình quay màn hình thêm. Nó thêm cái quay màn hình đến máy thì lắc. Rồi xong. Nó lắc ha. Ra chiều cái là lắc giật. Giật không kìa. Đó. Chạy đi đâu qua kêu luôn. Con lắc kìa. Này. Thấy tía này. Ok, đây là cái giao diện chiến thắng chúng ta nè. Rồi ok, này còn chiêu rồi qua đã kêu. Mình sẽ chia sẻ cái chỗ mà chúng ta có thể liên kết cái nick game nè với những cái mạng xã hội nè. Anh em bấm vào cài đặt nè, chúng ta bấm vào cài đặt nè, cái bánh răng này nè, đó Rồi chúng ta sẽ bấm vào cái phần là ở chỗ này nó có cái phần là current account, là chúng ta bấm vào nó, hay chúng ta chọn cái mạng xã hội nào mà chúng ta muốn liên kết cái nick game vào á. Ở đây thì đây nè, nó có để chúng ta là Google nè, Facebook, Twitter, VK, Discord nè, tài khoản Google cũng được luôn nè, email cũng được nè, nó rất là nhiều luôn nè. Anh em có thể chọn Twitter nè, chọn vào bấm vào pin hoặc là bấm vào liên kết, nó sẽ gửi email cho chúng ta liên kết vào cái nick game. Ở đây mình liên kết vào tài khoản Google rồi á, thì nó sẽ hiện ra ở đây nè. Chào em quay trở lại với kênh 1995 VLOG mới mình nè. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với em cách để chúng ta có thể tải cái tựa game là Vương Giả Vinh Diệu phiên bản quốc tế trên Android. Thì đầu tiên á, thì chúng ta cần làm hai thứ. Thứ nhất là chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản Google trắng này nè, Google mới á. Đó, anh em phải tạo một tài khoản Google mới. Và trước khi tạo thì chúng ta nên file VPN rồi chúng ta tạo đi. Đó thì nó chuẩn hơn nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta vào cửa hàng Google Play nè. Em tìm và tải cho mình cái ứng dụng có tên là VPN nha nè. VPN Lab này nè. Đây, em tìm từ khóa là VPN Lab nè. Đây. Bỏ anh em tải ứng dụng này về ha. Rồi ok. Sau khi tải về thì chúng ta sẽ tiến hành mở ứng dụng này lên ha. Ở đây mình tiến hành cập nhật cái nha. Rồi. Cập nhật cũng khá nhanh thôi, có mấy mề nè. Đó thì chúng ta chỉ chuyển vùng ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản Google khác vào. Đó. Lưu ý là anh em đừng đăng nhập tài khoản Google đó nha. Nếu mà đăng nhập vào mà trước khi file VPN thì nó sẽ chuyển về khu vực Việt Nam đó nha. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở cái VPN này lên nè. Rồi anh em chọn cái quốc gia cho mình là Brazil nha anh em, Brazil nè. Chọn quốc gia là Brazil nha anh em. Đây. Rồi bấm vào Brazil nè. Rồi anh em bấm vào phần là Sao Paulo ha. Ở chỗ nào cũng được chân á. Rồi. Mình bấm vào cái rồi chúng ta bấm vào chữ connect. Chừng nào mà để trên đây có cái chìa khóa như thế này là nó đã kết nối vào Brazil thành công rồi anh em. Đây, như vậy là xong ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cửa hàng Google Play nè. Rồi anh em tìm cái từ anh em chuyển đổi tài khoản Google ha, mới đăng nhập nãy, mới tạo nãy ha. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển vào tài khoản Google khác. Thì VPN thì tốc độ tải nó hơi chậm một tí. Không sao. Ta đợi chờ chút xíu ha. Đây, nếu mà nó bị hiện tượng gì á, nó không kết nối được internet thì chúng ta thoát ra, chúng ta vào lại cái này. Đây. Rồi, chúng ta thoát ra, chúng ta vào lại một hai lần thì nó sẽ vô như thế này nha. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào tìm kiếm ứng dụng nè. Em tìm cái từ khóa là Honor of Kings nha. Đây, em tìm cái từ khóa là Honor. Đây, Honor of Kings nha. Vương Giả Vinh Diệu tiếng nước ngoài. Google là thế giới nó gọi là Honor of Kings, tiền tố vào đây. Đây nó ra nè anh em. Đây. Chúng ta bấm vào chữ cài đặt là được. Ok, rất là nhiều người cài. Ta bấm chữ cài đặt nha. Rồi. Mình sẽ bấm ok đây. Đó. Tải cũng khá nhanh em. Đó. Đâu có chậm lắm đâu. Rồi ok, mình sẽ để hết cho anh em xem là tải trong quá trình tải bị lỗi không. Anh em có thể tắt VPN trong quá trình tải cũng được. Okay. Mà mình thấy tốc độ tải này không cần tắt cho nó. Nếu mà anh em là lỡ tắt thì nó có bị lỗi cái gì á. Thì khi mà anh em tắt VPN trong quá trình tải á, thì trong cái khi mà cái tài khoản Google trắng anh em mới tạo nó sẽ chuyển về khu vực Việt Nam thì chúng ta sẽ không sử dụng lại được nữa. Đó, anh em muốn tải thì mất công tạo tài khoản mới nên đầu tiên anh em lên để ha. Tải xong thì chúng ta chuyển dùng về Việt Nam rồi chúng ta hạ tắt VPN nha. Vì gì nó cho chắc ăn. Rồi ok anh em thấy không? Tải cũng cứ mau mà. Rồi chúng ta đợi một tí nha. Đó, 67 nè, 65 nè. Rồi anh em nhớ xem hết video ủng hộ giúp mình, nhớ like và đăng ký kênh, chia sẻ video này cho mọi người biết luôn nha anh em. Rồi thể game thì không biết nữa ở khu vực mình có chơi được không em. Rồi 99 nè. Rồi ok, đang cài đặt nè. Rồi đó, cài đặt này ha. Cái này nó thêm vô cái game turbo của mình. Rồi nó mình sẽ tiến hành tắt ha. Nè, thông tin ứng dụng nè, rồi buộc đóng nha. Rồi sau khi tắt VPN xong chúng ta vào cái game chúng ta mới tải. Đây, nó vô luôn rồi nè. Mình tắt âm thanh nha. Rồi đó, khi mà anh em tắt VPN thì nó vô game khá là nhanh đó. Nó tải thêm 14 mê nè. Rồi ở đây thì nó cho chúng ta chọn Facebook và Google. Chúng ta có thể chọn qua cái nền tảng khác để chúng ta lóc vào. Ví dụ như thầy là Get là tài khoản khách nè, chữ Get là tài khoản khách nè, Twitter nè, Discord, email hoặc VK. Rồi ok, mình sẽ bỏ qua bước này để mình vào thẳng game cho anh em xem và mình test cho anh em luôn ha. Rồi